Mỗi quốc gia có quyền quyết định và lựa chọn con đường đi của riêng mình, tùy đặc điểm tình hình, điều kiện thực tiễn và mục tiêu cụ thể. Đối với Việt Nam, trong hành trình đi tìm đường cứu nước, nhờ tiếp thu lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm thấy ở đó con đường cách mạng đúng đắn, đó là gắn liền đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập với giải phóng giai cấp, xã hội, giải phóng con người, xây dựng một xã hội tốt đẹp vì tự do, hạnh phúc của nhân dân, đó là chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên có không ít những phần tử chống phá, phản động đã cố tình xuyên tạc bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Mới đây, trên Việt Tân có đoạn viết chính cái chế độ đảng trị và Lão Trọng đã tạo điều kiện, bao che ô dù cho tham nhũng sinh sôi nảy nở như nấm gặp mưa. Chống tham nhũng của Trọng chỉ là đấu đá thanh trừng triệt tiêu những ai, những phe cánh chống đối, giành ăn với Trọng, vân vân Ngô Mỹ. Thứ nhất, bản chất, mục tiêu của chế độ xã hội chủ nghĩa là hướng đến một xã hội tiến bộ, công bằng, vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Thực tế trải qua các thời kỳ cách mạng, cho dù mỗi giai đoạn có những đặc điểm, tình hình khác nhau, song đảng ta vẫn luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng đi lên chủ nghĩa xã hội, tự chung lại vẫn không ngoài mục tiêu phấn đấu, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và xây dựng nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đề ra chính là để lãnh đạo đưa đất nước phát triển đi lên, vì cuộc sống ấm no, phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân. Như vậy, bản thân chế độ xã hội chủ nghĩa và mục tiêu lý tưởng của Đảng là hoàn toàn đúng đắn. Vì thế không thể đổ lỗi cho chế độ. Thứ hai, tham nhũng, tiêu cực là một trong những vấn nạn của nhiều quốc gia trên thế giới, không riêng gì Việt Nam. Đảng ta luôn xác định, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài. Cần được làm một cách bài bản, kiên trì, quyết tâm cao. Thực tế, chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng đề ra là đúng đắn, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì sự phát triển chung của xã hội. Nhưng trong quá trình vận dụng triển khai thực hiện vào thực tiễn, có nơi, có những tập thể, cá nhân lãnh đạo làm sai lệch nên dẫn đến những sai phạm. Thứ ba, bản thân ông Trọng, với cương vị là người đứng đầu tổ chức Đảng. Suốt những năm qua ông đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực tế như mọi người cũng đều thấy, rất nhiều vụ án tham nhũng lớn được chỉ đạo quyết liệt, nhiều tổ chức, cá nhân bị xử lý kỷ luật. Với những gì Đảng ta, mà người đứng đầu là ông Trọng đã làm thời gian qua đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch là tìm mọi cách, xuyên tạc, bịa đặt, mục đích của chúng chính là để gây rối, chống phá Đảng, nhà nước và xóa bỏ chế độ đảng trị.